mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư đang xem kênh của em là Quốc Hương nhà đất Bình Phước ha. Thì hiện tại em đang có mặt tại ấp 6 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và cái hướng trước mặt em quay cho quý cô chú anh chị đây thì sẽ di chuyển ra đường DT và chợ của Thiện Hưng, của xã Thiện Hưng là chỉ có 800m thôi quý cô chú anh chị. Thì ở đây là trục chính của xã, của thôn 6 xã Thiện Hưng nha quý cô chú anh chị. Và dân cư ở đây rất là đông luôn ha. Thì lô đất của mình thì hiện tại là mặt tiền nhựa nha quý cô chú anh chị. Và cái hướng ngược lại của em đây thì sẽ di chuyển vào trong các ấp của xã Thiện Hưng nha quý cô chú anh chị. Và từ cái điểm em đang đứng đây cách trường học chỉ khoảng 700-800m thôi ha. Và bây giờ em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một căn nhà cấp 4 thì ngay trước mặt em đây luôn ha. Và căn nhà của mình thì có ngang là 8m nha quý cô chú anh chị. Và hai cạnh là được 47m. Và trên đất của mình là có sẵn 200 thổ cư kèm căn nhà cấp 4 và để lại toàn bộ nội thất trên đất cho mình luôn ha. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào trong cái ngôi nhà của mình cho quý cô chú anh chị xem cho rõ hơn ha. Và ở trước đất của mình thì chủ nhà cũng xây tường kín đất hết rồi nha quý cô chú anh chị. Nói chung là ranh đất của mình là sát cái vách nhà này luôn ha. Và chạy thẳng ra sau, nói chung là đất của mình là toàn bộ là xây hết rồi, không có chừa đất trống ha. Và ở trước nhà thì chủ nhà có làm cổng rào rất là kín rồi ha. Và ở trước sân thì cũng có làm mái vòm luôn rồi nè quý cô chú anh chị. Đây, ở trước sân mình thì có hai cây mai, hai gốc mai cũng lớn rồi nha quý cô chú anh chị. Và ở nền phía trước nhà thì chủ nhà có ốp gạch luôn rồi ha. Nhà nhìn rất là sạch sẽ và thoải mái nha quý cô chú anh chị. Thì cái mái vòm trước nhà của mình đây. Và nhà rất là rộng và thoáng ha. Em di chuyển vào phía trong, quý cô chú anh chị cố gắng xem hết video giúp em nha. Và đây là cái phía bên hông chữ L của mình nè quý cô chú anh chị. Và ở đây thì nói chung là chủ nhà, nói chung ốp gạch nền hết rồi nên nhìn rất là rộng và thoáng quý cô chú anh chị. Và em sẽ mở cửa này đi vào cho quý cô chú anh chị xem cho rõ ha. Đây em di chuyển ra phía sau trước ha. Rồi tí nữa em sẽ vào trong cái ngôi nhà em quay cho quý cô chú anh chị xem. Nói chung là tường rào rất là kín đất rồi quý cô chú anh chị. Và cái lô này thì chủ bán rất là lỗ ha. Và chủ bán cho mình lô đất này thì với giá là chỉ có 950 triệu thôi quý cô chú anh chị. Nhà rất là đẹp luôn ha. Và phía sau này là hết đất của mình rồi nè. Và ở sau nhà thì có một cái bồn nước. Và cái cửa phía sau là cửa bốn cánh rất là rộng ha. Và đây. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển ngược vào trong nhà em quay cho kỹ hơn ha. Ở bên hông này chủ nhà cũng làm mái vòm này quý cô chú anh chị. Nhà rất là mát luôn. Dạ thì đây là phía trước nhà của mình nha quý cô chú anh chị. Thì nói chung là chủ để lại toàn bộ nội thất cho mình. Chỉ là giữ lại một cái máy giặt thôi ha. Và những cái đồ dùng cần thiết của chủ thì chủ sẽ đem đi. Và ở trên nhà của mình thì chủ có lợp la phong hết rồi nè quý cô chú anh chị. Và màu gạch cũng rất là mát luôn ha. Và đây là phía trong nhà của mình. Thì bộ bàn ghế này chủ vẫn để lại cho mình nha quý cô chú anh chị. Đây, ha. Đây nói chung là những cái này là chủ để lại hết ha. Nhà ở phía trên nhà phòng khách thì có hai cái cửa sổ này, mái vòm đầy đủ ha. Và em sẽ di chuyển ra đằng sau nè. Và nhà của mình hiện tại là có ba cái phòng ngủ ha. Đây là cái phòng thứ nhất, nói chung là rất là rộng luôn. Và đây là cái phòng thứ hai của mình. Nói chung ba phòng cũng bằng nhau và có máy lạnh đồ hết rồi nha quý cô chú anh chị. Và đây là cái phòng thứ ba ha. Nói chung là có hai cái máy lạnh nó để hết cho mình luôn. Có nhà cấp 4 rất là lớn, để lại nội thất mà giá chỉ có 950 triệu thì cũng rất là rẻ nha quý cô chú anh chị. Và ở đây là cái cửa chữ L lúc nãy em có quay cho quý cô chú anh chị xem đó. Và đây là từ dưới bếp mình nhìn lên ha, nhà rất là thoáng và đẹp luôn quý cô chú anh chị. Đây là cái khu bếp của mình đây. Thì chủ nói chung thì có mình chú à, nên nó cũng hơi bề bộn một xíu ha. Và đây cái cửa ra sau nhà, nói chung là nhà lợp la phong từ trên xuống dưới luôn. Đây có hai cái máy giặt thì chú sẽ để lại một cái máy giặt mới và
quên, để lại một cái máy giặt cũ nha quý cô chú anh chị, và để lại cho mình là một cái máy giặt kia ha. Và đây là cái khu bếp của mình mà chú không có sử dụng tới. Và đây là cái nhà vệ sinh, phòng tắm của mình luôn. Nói chung rất là rộng nữa quý cô chú anh chị, và nhà còn rất là mới đẹp ha. Đây là cái cửa bốn cánh lúc nãy em có ở ngoài em quay cho quý cô chú anh chị xem nè ha. Và đây là cái phòng, cái nhà chỗ rửa chén nè, rửa mặt ha. Đó, quý cô chú anh chị nhìn xem rất là rộng luôn và rất là đẹp ha. Và đây là có một cái phòng, cũng là một cái phòng ngủ nhưng mà hiện tại thì chú để làm nhà kho nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị xem video của em mà thấy yêu thích cái căn nhà này thì nhớ là alo cho em qua số điện thoại là 0967 ha, 557 282. Em sẽ gửi thông tin, hình ảnh, vị trí và sổ sách của ngôi nhà qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo xem có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không ha. Và cái lô này mà giá như vậy thì em thấy là cũng hợp lý, mua về để ở hoặc là đầu tư vẫn được nha quý cô chú anh chị. Lô đất của mình thì hướng đông nam nha quý cô chú anh chị. Mà nếu di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng chừng là 150 km ha. Và di chuyển về Bình Dương thì khoảng 99 km. Di chuyển về Đồng Xoài thì khoảng là 70 km thôi quý cô chú anh chị. Và nếu quý cô chú anh chị mà muốn thiện chí lên xem đất thì nhớ là điện thoại trước cho em sẽ dẫn quý cô chú anh chị vào xem cái nhà này ha. Rất là gần chợ, gần đường quốc lộ và đông dân ha. Lô đất này thì tới 200 thổ cư lận nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nếu mà yêu thích cái kênh của em thì nhớ đừng quên cho em một nút like nha, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với nha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết video của em. Nếu quý cô chú anh chị yêu thích kênh của em thì nhớ cho em một nút like, chia sẻ video và đặc biệt là đăng ký kênh giúp em với nha. Em tạm biệt cả nhà mình, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo.